chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là Triệu Phú. Thưa quý vị, mỗi một chương trình thì chúng ta lại gặp một người chơi. Mỗi người chơi là một câu chuyện, mỗi người chơi là một tính cách. Và tôi trong vai trò của một người dẫn chương trình thì tôi thấy mình rất may mắn và hạnh phúc. Bởi vì tôi được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện và rút ra cho mình được rất nhiều những bài học cuộc sống thú vị. Và hôm nay người chơi của chúng ta chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị những câu chuyện hay. Bởi vì bạn ấy là một biên tập viên, bởi vì bạn ấy là một nhà làm phim và bởi vì bạn ấy có rất nhiều những đam mê, rất nhiều những sở thích đặc biệt. Chúng tôi xin mời người chơi đến từ Hà Nội, Phạm Phương Thảo. Xin chào bạn. Xin chào anh Phan Đăng, xin chào quý vị khán giả. Tôi là Phạm Phương Thảo và tôi rất vui được có mặt ngày hôm nay. Rất là cảm ơn những cái lời động viên của anh dành cho tôi. Và hiện tại thì tôi đang công tác ở trung tâm điều phối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và bên cạnh đó thì tôi cũng là một nhà làm phim tài liệu. Vâng, và chúng ta sẽ kể những câu chuyện thú vị ở trên ghế nóng của chương trình. Xin mời bạn. Như tôi vừa giới thiệu thì bạn Phạm Phương Thảo là một người làm phim. Như vậy theo logic thì là bạn học trường sân khấu điện ảnh. Dạ không ạ. Trước đây thì tôi đã học ở Học viện Ngoại giao. Vâng, cũng không xa đài truyền hình VTV là mấy. Vâng, nhưng mà lại là phi logic á. Nó cũng không hề phi logic, bởi vì thật ra phim ảnh hay là những cái lĩnh vực như là ở trong trường ngoại giao thì cũng đều liên quan đến những lĩnh vực xã hội và hoàn toàn là có thể giúp ích cho tôi khi mà thực hiện cái đam mê của mình là làm phim. Cái cơ duyên quyết định nào khiến bạn trở thành một nhà làm phim như bây giờ? Cái niềm yêu thích điện ảnh là từ bé. Và cũng rất là muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh. Nhưng mà thời điểm đó thì cái này là thực sự là một chút là chiều lòng bố mẹ. Bởi vì là bố mẹ thì rất là mong muốn mình học một cái ngành nào đó mà không bị bấp bênh như là ngành điện ảnh. Nên là mình đã lựa học chọn ngoại giao là cho học an toàn. Ngoại giao. Vâng, nhưng mà cuối cùng thì làm nghề bấp bênh. Bây giờ thì tôi cũng làm những cái bộ phim tài liệu. Và nó cũng đòi hỏi cái việc mình phải nghiên cứu và tìm tòi rất là nhiều. Cũng không khác gì như là khi mà mình học bộ môn ở trong trường ngoại giao cả. Nhưng mà tôi thì tò mò rằng là liệu có phải là quen một người yêu nào đó là đạo diễn, hay là một người bạn thân nào đó là đạo diễn, mà xong rồi tự nhiên mình trở thành một nhà làm phim như bây giờ không? Cái này là anh gài tôi đúng không? Không, tôi không gài, tôi hay hỏi phụ nữ như vậy. Có đúng không ạ? Vâng, anh đã nói trúng trái tim đỏ của tôi rồi. Trái tim đỏ, tức là người yêu cũ là đạo diễn. Người yêu cũ và là chồng bây giờ ạ. Chồng bạn là đạo diễn. Vâng. Vâng, tên là gì ạ? Là đạo diễn Đào Thanh Hưng ạ. Đào Thanh Hưng, một cái tên rất quen và hình như là tác giả của một bộ phim, phim gì đó mà có cái tên là Trên Mây thì phải. Vâng, đúng rồi. Giảng đường trên mây. Chính xác ạ. Có đúng không ạ? Anh đã qua câu số 1. Tôi được bao nhiêu tiền? Có lẽ là sẽ phải chờ thêm một chút nữa thì anh sẽ... tôi nghĩ là tôi sẽ muốn tăng số tiền cho anh. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì lại trở lại một chút với cái việc làm phim. Quá trình mà bạn đạo diễn, bạn đi, bạn gặp rất nhiều người để làm phim. Có câu chuyện gì thú vị có thể chia sẻ với khán giả được không? Những cái ấn tượng tốt nhất và có thể là nói là ở lại trong tôi nhất thì có lẽ là những cái thời điểm ban đầu khi mà tôi làm bộ phim đầu tiên. Đó là bộ phim Người Sửa Ký Ức. Tôi làm khi lúc đó là một bài tập truyền thông ở trường đại học. Và đó là bộ phim nói về một người, một bác sửa máy ảnh phim ở Hà Nội. Bộ phim này thì nó có một cái kỷ niệm khá buồn với tôi, bởi vì là khi mà tôi hoàn thành cái bộ phim này vào tháng 12 năm 2012 thì chỉ sau đó 2 tháng người nhân vật chính trong bộ phim này đã qua đời. Như vậy có nghĩa rằng bạn sẽ là người lưu giữ những hình ảnh cuối cùng của nhân vật này. Dạ vâng, chính xác ạ, chính xác là điều đó. Và cũng vì như thế mà những người trong gia đình của bác Nguyễn Văn Phượng là nhân vật chính trong bộ phim của tôi cũng đã chia sẻ rằng là họ rất là quý khi mà bộ phim đó đã được làm về bác và được nghe những cái giữ những cái lời chia sẻ của bác về con đường trở thành một người sửa máy ảnh và có cái tình yêu nhiếp ảnh của bác ấy với những chiếc máy. Chúng ta hạnh phúc khi chúng ta tìm được ý nghĩa của công việc mình làm, đúng không ạ? Khi chúng ta không tìm được ý nghĩa của công việc mình làm thì lúc đó chúng ta không nên làm nghề nữa và ngược lại. Bạn Phạm Phương Thảo có nói trong bản đăng ký của mình bạn là một người có một sở trường rất đặc biệt. Quý vị biết sở trường của bạn Phạm Phương Thảo là gì không ạ? Thưa quý vị, sở trường của bạn Phạm Phương Thảo đó là khóc. Vâng. Hiểu theo nghĩa là cứ bảo khóc là khóc hay như thế nào? Gần như có thể là như thế, bởi vì chắc là tôi không biết vì sao nhưng mà tôi là người rất là dễ xúc động.
Ví dụ như là nghe một bài hát hay, hay là một bộ phim hay, hay thậm chí là một câu nói truyền cảm hứng thôi, mà mình gần như là mình sẽ nhập vai vào và mình sẽ dễ, rất là dễ rơi nước mắt. Vâng. Cho nên là có thể, vâng, đó là sở trường của tôi. Nhưng mà chắc chắn trên ghế nóng thì không khóc được. Tôi không muốn rơi nước mắt ngày hôm nay. Vâng, hôm nay chúng tôi sẽ chúc bạn là sẽ cười thật nhiều và sẽ có rất nhiều những thông tin quan trọng để mình mang về, rất nhiều những tri thức nữa. Vâng, cảm ơn anh, và đó cũng là hy vọng của tôi khi mà đến với cuộc chơi ngày hôm nay. Người đồng hành với Phạm Phương Thảo là ai? Hôm nay tôi đến trường quay Ai Là Triệu Phú với mẹ của tôi là cô Nguyễn Thị Dân. Xin mời cô Nguyễn Thị Dân. Xin chào toàn thể khán giả trường quay, xin chào MC. Tôi là Nguyễn Thị Dân, năm nay 65 tuổi, tôi đã nghỉ. Tôi rất vui hôm nay được đồng hành cùng với con gái. Mong tất cả quý vị cổ vũ cho con gái tôi. Con gái bình tĩnh, tự tin. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu luật chơi cho bạn Phạm Phương Thảo. Chương trình Ai Là Triệu Phú sẽ có tất cả 15 câu hỏi. Trong đó có 3 câu mang tính cột mốc rất quan trọng. Đó là 5, 10, 15. Sẽ có 3 quyền trợ giúp mà bạn được sử dụng. Đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân và xin ý kiến khán giả trường quay. Bạn rõ luật không ạ? Tôi đã nắm rõ luật. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng một biên tập viên, một nhà làm phim đi tìm Triệu Phú. Câu hỏi đầu tiên: Hà Nội không tiếp giáp với tỉnh nào sau đây? Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh hay là Bắc Ninh? Tôi thì biết chắc chắn là Vĩnh Phúc với Bắc Ninh là giáp với cả Hà Nội. Quảng Ninh thì là quê của chồng tôi, và tôi biết là nó không giáp với Hà Nội, cho nên tôi sẽ chọn đáp án C. Vâng, C, Quảng Ninh là đáp án chính xác. Câu hỏi số 2: Có câu thành ngữ đá thúng đụng ba chấm gì? A, bát. B, nồi. C, mâm. Và D là nia. Đáp án cuối cùng của tôi là D, nia. Đá thúng đục nia, chính xác. Câu hỏi số 3: Đâu là tên một bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng? Giọt nắng bên thềm, giọt mưa bên đường, giọt nước bên nhà hay là giọt đắng trong lòng? Đây là một bài hát tôi rất thích. Đó là bài Giọt nắng bên thềm, đáp án A. A là giọt nắng bên thềm, chính xác. Câu hỏi tiếp theo: Từ nào sau đây chỉ tên một loại rau? Chân xếu, chân cò, chân vịt hay là chân vàng? Phải đáp án C, rau chân vịt. Chắc chắn là rau chân vịt rồi. Câu hỏi số 5: Nhà Thủy Đình gắn với loại hình nghệ thuật truyền thống nào? Nặn tò he, múa rối nước, tuồng hay là hát sẩm? Đáp án của tôi chính là B, múa rối nước. Chắc chắn đây là đáp án đúng. Thưa quý vị, 5 câu hỏi đầu tiên thì người chơi của chúng ta vừa đọc câu hỏi, vừa trả lời, vừa cười. Bạn ấy rất tự tin và bạn ấy đã có 2 triệu đồng tiền thưởng. Trả lời xong câu hỏi số 6 và trả lời đúng, bạn sẽ có mức thưởng mới là 3 triệu. Và từ bây giờ, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp thứ tư là hỏi ý kiến của tổ tư vấn trường quay. Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi. Tôi cũng hy vọng là sẽ rất thuận lợi, bởi vì thực ra trong lòng tôi, mặc dù đang cười nhưng mà trong lòng tôi đang rất là run. Và chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục tự tin ở chặng thứ 2 rất quan trọng của chương trình. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. Tính đến tháng 2 năm 2019, bộ phim nào giữ kỷ lục là phim điện ảnh có doanh thu phòng vé Việt cao nhất? A, Em Chưa 18. B, Em Là Bà Nội Của Anh. C, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Và D, Cua Lại Vợ Bầu. Và theo tôi nhớ không nhầm thì cái đợt phim Tết vừa rồi tôi cũng có theo dõi báo chí thì Cua Lại Vợ Bầu đã phá kỷ lục của Em Chưa 18. Không biết là chỉ nhớ có đúng không, bởi vì thực sự bây giờ từ hồi gọi là có con xong ấy ạ, thì chỉ nhớ của mình rất là kém. Hy vọng là đáp án này mình nhớ đúng, bởi vì là tôi không muốn sử dụng sự trợ giúp quá sớm. Và đáp án cuối cùng của tôi là D, Cô Lại Vợ Bầu. Bạn muốn tiết kiệm tiền trợ giúp. Câu trả lời chính xác của chúng ta
sẽ qua sau ít phút. Đổi lịch lên sóng gấp Nhung ơi. Dù có đi mỗi phương trời, lòng vẫn nhớ phố Hà Nội. Sợi gạo mềm dai, ngọt thay nước cốt trọn vẹn vị. Cung Đình giới thiệu tinh hoa phở Hà Nội với sợi gạo mềm dai cùng nước cốt xương ngầm kết trọn tinh túy hồn nước phở. Yêu phở Hà Nội, thử ngay Cung Đình nhé. Lên đời thật dễ dàng với hơn 8 triệu giải tiền mặt, trăm giải rồng vàng và căn nhà trị giá 3 tỷ. Bất bi Sài Gòn Special, lên lọc tiền tỷ, ai cũng phải ngước nhìn. Ace Cup, em muốn được cùng anh, mình tìm thế nhé. Mình bên nhau, cùng tìm thế nhé. Phía sau nhà vòng quay, chung lần xe máy, chung với cặp đôi xem ca nhạc hay cuộc sống, ôi tuyệt vời. Chương trình sắp hết rồi. Thưa quý vị, ít phút trước thì người chơi của chúng ta, nhà làm phim Phạm Phương Thảo, đã chọn câu trả lời là D, cua lại vợ bầu. Cho câu hỏi là tính đến tháng 2 năm 2019, bộ phim nào giữ kỷ lục là phim điện ảnh có doanh thu phòng vé Việt cao nhất? Chúng ta hỏi một nhà làm phim về những bộ phim. Bây giờ tôi hơi lo một chút là tính đến tháng 2 thì không biết là có nghĩa là đầu tháng 2 hay là cuối tháng 2. Bởi vì là, đôi khi chỉ có một sai lệch về nội dung một chút nhưng mà nó cũng làm chúng ta đi cả một dặm. Đúng, sai một ly, đi một dặm. Ở trong trường hợp này thì bạn đã đúng một ly và đúng cả một dặm. Cảm ơn anh. Thật ra thì Phạm Phương Thảo đã nhớ đúng. Bộ phim Em Chưa 18 cũng đã từng đạt được kỷ lục phòng vé với mức doanh thu là 171 tỷ đồng. Nhưng mà sau đó thì tháng 2 năm 2019 thì bộ phim Cua Lại Vợ Bầu đã phá kỷ lục này. Và theo nhà sản xuất của bộ phim này thì doanh thu phòng vé là 176,5 tỷ đồng. Trả lời xong câu hỏi số 6 thì Phạm Phương Thảo đã có 3 triệu. Nếu trả lời đúng câu hỏi số 7, bạn sẽ có 6 triệu đồng và rất vui là 4 quyền trợ giúp vẫn còn nguyên. Và bây giờ là câu hỏi số 7. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hiện nay là người nước nào? A. Hàn Quốc, B. Bồ Đào Nha, C. Ghana và D. là Ai Cập. Theo những kiến thức mà cuối cùng tôi nhớ được về cái nội dung này thì ông ấy là người Hàn Quốc, ông Ban Ki-moon. Nhưng mà không biết là từ cái thời điểm đó đến nay là đã thay đổi gì chưa? Cái kiến thức này tôi lại không cập nhật, cho nên là không dám chắc được là có phải đáp án A hay không. Bạn còn 4 quyền trợ giúp và đây là câu hỏi số 7. Có lẽ tôi sẽ sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến của tổ tư vấn tại chỗ. Chúng tôi xin hỏi là trong trường quay, ai biết chắc chắn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hiện nay là người nước nào thì giơ tay tư vấn cho bạn Phạm Phương Thảo. Mời bạn chọn 3 người. Mẹ sẽ trợ giúp cho con là người Hàn Quốc. Chắc chắn là mẹ nhớ là chưa hề thay lại Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Vâng, như vậy là thành viên đầu tiên của tổ tư vấn là mẹ của người chơi chọn câu trả lời là A, Hàn Quốc. Chúng ta chờ những thành viên tiếp theo. Em xin giới thiệu, em tên là Hoàn, em đến từ trường Đại học Nội vụ Hà Nội ạ. Em xin trợ giúp cho chị người chơi, đó là án B, Bồ Đào Nha. Tổng thư ký Bồ Đào Nha hiện tại là Antonio Guterres. Ông ấy lên thay từ thời gian nào, bạn còn nhớ không? Khoảng 2016 ạ, trước đó là Tổng thư ký Hàn Quốc là Ban Ki-moon ạ. Cảm ơn bạn. Như vậy thành viên thứ hai của tổ tư vấn thì không đồng tình với quan điểm của thành viên thứ nhất. Bạn ấy chọn câu trả lời là B, Bồ Đào Nha. Chúng ta chờ quan điểm của thành viên thứ ba. Tên em là Phương, năm nay em 23 tuổi và đến từ Hà Nội. Em xin trợ giúp cho chị người chơi là đáp án B, Bồ Đào Nha. Và theo em nhớ là ông ấy tên là Antonio Guterres và bắt đầu đảm nhiệm chức vụ thư ký Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ ngày 12 tháng 12 năm 2016. Những thông tin rất là sát. Và như vậy là thành viên cuối cùng cũng chọn câu trả lời là B, Bồ Đào Nha. Và bây giờ quan điểm của Phạm Phương Thảo là gì? Vừa rồi tôi chọn mẹ tôi và hai bạn sinh viên để trợ giúp câu này. Và tôi thấy có lẽ mẹ tôi cũng giống tôi, chỉ nhớ không được tốt.
bởi vì là có thể là nhiều khi mình quá phụ thuộc vào phương tiện truyền thông và mình nghĩ rằng là nó vẫn còn đúng. Nên là khi mà có một sự thay đổi mà mình không cập nhật kịp ý, thì mình sẽ bị lỗi thời. Đáp án cuối cùng của tôi, con xin lỗi mẹ. Tôi sẽ chọn đáp án B là đáp án cuối cùng. Nhưng mà dân gian chúng ta có một câu thế này: cá không ăn muối, cá ươn. Con không nghe lời cha mẹ. Mẹ bạn đã nói rất rõ ràng câu trả lời là A Hàn Quốc, nhưng bạn đã không nghe mẹ và nghe theo hai thành viên còn lại của tổ tư vấn. Bạn Phạm Phương Thảo sẽ tiếp tục cuộc chơi với chúng ta. Như vậy là chỉ có 2/3 thành viên của tổ tư vấn chính xác thôi. Và mỗi người sẽ nhận được một mức phần thưởng là 300.000 đồng của chương trình. Xin cảm ơn tổ tư vấn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hiện nay là ông Antonio Guterres. Ông là cựu thủ tướng Bồ Đào Nha. Và ông là quan chức đứng đầu chính phủ một quốc gia trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Chức vụ vốn chủ yếu được dành cho các cựu ngoại trưởng của các nước. Với sự giúp đỡ của hai thành viên trong tổ tư vấn thì bạn Phạm Phương Thảo đã có chọn lựa chính xác, đã trả lời thành công câu hỏi số 7 và đã có 6 triệu đồng. Nếu trả lời thành công câu hỏi số 8, bạn sẽ có 10 triệu đồng, mất một quyền trợ giúp nhưng vẫn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Xin mời câu hỏi số 8. Album Love Yourself Tear của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã được đề cử cho hạng mục giải thưởng nào trong lễ trao giải Grammy 2019? A. Thiết kế album xuất sắc nhất. B. Bản thu của năm. C. Album của năm. Và D. Album hát pop hay nhất. Tôi không phải là một fan của K-pop, rất là tiếc. Mặc dù vậy thì tôi cũng có nghe nhiều về nhóm nhạc này và họ cũng đã được mời lên rất nhiều chương trình truyền hình của Mỹ. Khi mà có được những thành tựu trong năm vừa rồi, trong năm 2018. Bởi vì đây là một đề cử album mà, nên là tôi nghĩ là nó có thể là đáp án C hoặc D. Theo tôi thì tôi nghiêng về đáp án D là album của năm. Vì nó có vẻ, album hát pop hay nhất, vì nó có vẻ phù hợp với nhóm nhạc này hơn. Mặc dù tôi không chủ động nghe bao giờ, nhưng mà tôi cũng biết là những đề cử khác ấy, họ đều rất là xuất sắc. Và đề cử album của năm thì rất xin lỗi các fan K-pop, nhưng tôi không nghĩ là nhóm nhạc này sẽ được đề cử album của năm. Tuy nhiên là tôi sẽ xin dùng quyền trợ giúp 50-50. Chúng ta hãy chờ xem D có phải là một trong hai phương án trả lời sau cùng hay không. Không có D. A. Thiết kế album xuất sắc nhất và C. Album của năm. Tôi nhắc bạn là theo luật của chương trình Ai là Triệu Phú, ngay cả đến lúc này nếu người chơi muốn vẫn có thể sử dụng các quyền trợ giúp còn lại. Tôi cũng không muốn sử dụng hết sự trợ giúp trong một câu này. Khi mà ngồi ở ghế nóng của Ai là Triệu Phú thì chúng ta phải tính toán rất kỹ, đúng không ạ? Có thể là chúng ta sẽ tính toán để đi đường dài, nhưng mà cũng có thể chúng ta sẽ tính toán thế nào đó để chúng ta chắc chắn từng câu một. Tôi sẽ sử dụng quyền trợ giúp, thêm một quyền trợ giúp nữa để chắc chắn. Đó là? Quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trường quay. Tôi xin đọc lại câu hỏi để khán giả trong trường quay bấm nút tư vấn cho bạn Phạm Phương Thảo. Album Love Yourself Tear của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã được đề cử cho hạng mục giải thưởng nào trong lễ trao giải Grammy 2019? A. Thiết kế album xuất sắc nhất và C. Album của năm. Chọn A, thiết kế album xuất sắc nhất. 33% chọn C, album của năm. Phần đông khán giả lại đang nghĩ là A. Có rất nhiều các bạn trẻ, tôi nghĩ các bạn cũng là fan của K-pop nên có thể các bạn sẽ nắm được thông tin này. Tôi sẽ lựa chọn đáp án cuối cùng của tôi là A, thiết kế album xuất sắc nhất.
và chúng ta sẽ chờ máy tính đưa ra câu trả lời cuối cùng. À, chúng ta rất cảm ơn quý vị khán giả. Khán giả đã cứu tôi lần thứ hai. Lớp do Celtier của BTS đã lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng thiết kế album xuất sắc nhất. BTS cũng là nhóm nhạc K-pop vinh dự được xuất hiện tại Grammy 2019 với vai trò là giới thiệu hạng mục trao giải và công bố người chiến thắng. Trả lời xong câu hỏi số 8 thì bạn đã có 10 triệu đồng. Trả lời đúng câu hỏi số 9, bạn sẽ có 14 triệu và còn một quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân. Chúc bạn may mắn ở câu hỏi số 9. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 9. Cổng thành duy nhất còn lại của thành Hà Nội thời Nguyễn là cổng thành nào? A. Cửa Đông, B. Cửa Tây, C. Cửa Nam, D. Cửa Bắc. Thật ra thì khi mà nói cổng thành ở Hà Nội, cổng thành thời nhà Nguyễn thì nó là cái cổng ở xung quanh Hoàng thành Thăng Long ấy. Và nó là cổng Đoan Môn. Tôi nghĩ là cửa Bắc. Nhưng mà ở trên phố nào, có nhớ không? Ở phố Nguyễn Tri Phương. À đúng không nhỉ? Tôi không nhớ chính xác là Nguyễn Tri Phương hoặc là phố Phan Đình Phùng. Một trong hai phố đó. Không biết có phải đó chính là ý của câu hỏi khi mà nói là đây là cổng thành của thời Nguyễn hay không? Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc. Lại một câu câu hỏi mà mình không dám chắc nữa. Có lẽ tôi sẽ sử dụng nốt quyền trợ giúp cuối cùng. Đó là gọi điện thoại cho người thân. Vâng, người bạn gọi là ai? Tôi sẽ gọi cho đồng nghiệp của tôi là anh Phạm Chí Trung. À, chúng ta sẽ kết nối điện thoại với anh Phạm Chí Trung. Alo. Vâng, xin chào anh Phạm Chí Trung. Vâng, chào anh ạ. Tôi đang ngồi với một nhà làm phim tài liệu rất trẻ, rất xinh đẹp và tài năng. Hiện nay thì bạn là Phạm Phương Thảo đang ở trường quay chương trình Ai Là Triệu Phú và đang ở câu hỏi số 9 trị giá 14 triệu đồng. Anh Trung sẵn sàng tư vấn không? Có chứ anh, sẵn sàng anh ạ. Chương trình sẽ dành cho hai người 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Ok. Cổng thành duy nhất còn lại của Hà Nội và thời Nguyễn là cổng thành nào? Ok, chậm nhá. Cổng thành duy nhất của thời Nguyễn ở thành Hà Nội. Còn lại là cổng thành nào? Bây giờ còn 15 giây. Và bốn đáp án là cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc. Còn 10 giây. Đáp án cửa Bắc. Cửa Bắc, chắc chắn không? Chắc chắn. Cảm ơn anh. Trước khi gọi cho anh Trung thì bạn Thảo cũng đã nghiêng về phương án D, cửa Bắc. Và bây giờ quyết định của bạn là gì? Có đồng nghiệp của tôi ủng hộ. Tôi nghĩ là xung quanh anh Trung cũng còn rất nhiều người đồng nghiệp khác ở văn phòng đang đợi tôi. Và họ cũng đợi tôi một chầu khao sau ngày hôm nay. Cho nên là tôi quyết định sẽ theo sự trợ giúp này. Đáp án cuối cùng của tôi là D, cửa Bắc. Lúc nãy tôi có hỏi là bạn có nhớ cổng thành đó ở phố nào không? Thì bạn Thảo có nói rằng là hình như ở phố Nguyễn Tri Phương hoặc là phố Phan Đình Phùng, có đúng không ạ? Dạ. Có một cách để chúng ta suy luận. Đó là bất luận là ở phố Nguyễn Tri Phương hay Phan Đình Phùng thì cả hai phố đó đều rất gần một nhà thờ. Và nhà thờ đó tên là... Cửa Bắc ạ. Nhà thờ Cửa Bắc, hoàn toàn chính xác. À, cụ thể thì ở đây gọi là chính Bắc Môn hay là Cửa Bắc nằm trên phố Phan Đình Phùng. Được xây dựng năm 1805 là cổng thành duy nhất đến nay vẫn còn. Chúng ta đi qua cổng thành này rất nhiều. Chắc chắn là người Hà Nội không ai mà không đi qua phố Phan Đình Phùng. Không ai không biết đến một cổng thành rêu phong và mang đầy dấu ấn của thời gian. Nhưng vấn đề đôi khi hỏi là cửa Đông, cửa Nam hay cửa Bắc thì chúng ta quên thôi. Chính xác. Trả lời xong câu hỏi số 9, bạn Phạm Phương Thảo đã có 14 triệu. Nếu trả lời đúng câu hỏi số 10, bạn sẽ có một mức thưởng là một tấm séc trị giá 22 triệu. Tuy nhiên không còn một quyền trợ giúp nào cả. Chúng tôi xin chúc bạn may mắn và tự tin ở câu hỏi có trị giá bằng một tấm séc này. Và bây giờ là câu hỏi trị giá 22 triệu đồng. Luật Metabo ban hành năm 2008 ở Nhật Bản là luật gì? Luật chống ma túy, luật chống buôn lậu, luật chống bia rượu hay luật chống béo phì?
Tôi cũng đã từng có cơ hội đến Nhật để và ở đó một thời gian để nghiên cứu đề tài phim tài liệu. Tuy nhiên thì tôi cũng chưa bao giờ nghe đến cái luật này. Nhưng mà chắc là xin là tôi nghĩ không phải luật chống béo phì. Nếu mà luật này được ban hành thì sẽ không còn môn sumo nữa. Luật chống bia rượu chắc chắn không phải. Chỉ cần A và B. Luật chống ma túy thì rất là hợp lý. Rất là hợp lý. Bởi vì luật này thì không chỉ ở Nhật mà có nhiều nơi cũng sẽ áp dụng. Luật chống buôn lậu cũng vậy. Tức là bạn đang nghiêng hẳn về A và B, có đúng không ạ? Hoàn toàn là tôi nghĩ là một trong hai đáp án A và B. Có lẽ tôi sẽ chọn B. Bởi vì người Nhật ấy, phần lớn ấy, tính cách của họ là họ không thích những cái gì gian dối. Nên luật chống buôn lậu có vẻ rất là hợp lý. Nếu trả lời đúng bạn sẽ có một tấm séc 22 triệu. Trả lời sai 2 triệu. Dừng cuộc chơi có 14 triệu. Ước gì bây giờ mình có một quyền trợ giúp. Không biết là có nên liều lĩnh tiếp hay không. Và tôi sẽ chọn đáp án cuối cùng của mình là B, luật chống buôn lậu. Bạn chọn câu trả lời cuối cùng là B, luật chống buôn lậu. Ở trong một trạng thái đầy thử thách, hồi hộp. Vì bạn không chắc chắn, nhưng vì bạn là một người liều lĩnh và thích thử thách. Chúng tôi sẽ nói với bạn câu trả lời chính xác của chúng ta sẽ có sau ít phút. Tăng cường đề kháng bằng việc chăm sóc đường ruột, uống mỗi ngày Vinamilk Pro B chứa hàng tỷ lợi khuẩn giúp hạn chế cảm cúm. Vinamilk Pro B tăng cường đề kháng, không lo cảm cúm. Pro B Việt Quốc này đã có chai lớn, gấp đôi lợi khuẩn. Tặng ngay một hộp sữa bột và sẵn tiền dùng khi mua hai lốc Dialacro Plus. Vinamilk Dialacro Plus nay bổ sung 9 tỷ lợi khuẩn probiotics và chất sơ hòa tan được chứng nhận lâm sàng giúp tăng cân sau 3 tháng. Hấp thu khỏe, bé tăng cân. Pro Plus Unity Food 3 năm liên tiếp đứng số 1 Việt Nam ngành đặc trị dành cho trẻ em. Bổ sung các dưỡng chất thiết yếu để được chứng nhận lâm sàng, giúp bé hấp thu nhanh, tiêu hóa tốt, tăng cân, tăng chiều cao sau 3 tháng, giảm tỷ lệ biếng ăn. Sữa hồng thọ Vinamilk vẹn nguyên chất lượng vàng. Từ 1976, sữa hồng thọ Vinamilk vị ngon cùng 5 tháng. Thiếu tập trung, thiếu năng lượng, thiếu tỉnh táo, đã có nước tăng lực number one. Nạp nhanh năng lượng, tỉnh táo tức thi, cho hiệu quả làm việc tăng cao. Nạp nhanh năng lượng, cho những màn trình diễn chuẩn xác đỉnh cao. Hãy hút number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. À, đảo DHA kìa. Làm thật con lại su su, IQ, vitamin A mới Suzu IQ 89 tinh anh. Thưa quý vị, rất hồi hộp, rất căng thẳng. Ít phút trước, người chơi của chúng ta, một người liều lĩnh, bạn Phạm Phương Thảo đến từ Hà Nội, đã chọn câu trả lời là B, luật chống buôn lậu. Cho câu hỏi luật Mitabo ban hành năm 2008 ở Nhật Bản là luật gì? Và bây giờ tôi sẽ nói với bạn câu trả lời chính xác của chúng ta là luật chống béo phì. Ở đây thật ra có một vấn đề là ở Nhật là nước có dân số già, cho nên việc bảo vệ đội ngũ lao động trở thành một mối quan tâm hàng đầu. Nhưng mà luật này không nhằm phạt các cá nhân. Tuy nhiên, những công ty nào mà có nhiều nhân viên vi phạm thì công ty đó sẽ lại bị phạt. Nước Nhật đầy những điều thú vị. Vâng, đầy những điều thú vị. Tôi nghĩ đây là một thông tin rất hay, sẽ giúp cho rất nhiều người trong chúng ta, trong đó có tôi, phải nhắc nhở về việc bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi cảm ơn bạn Phạm Phương Thảo đã đến với chúng tôi.
Bạn đã chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện làm phim rất là thú vị. Và chúng tôi chúc bạn luôn luôn tươi tắn, thành công trong công việc của mình. Xin chào bạn. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa chia tay một người làm phim tài liệu, một người đã kể cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện thú vị về nghề làm phim. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp một người rất thích triết học, một người có rất nhiều những câu chuyện ngụ ngôn giàu ý nghĩa. Xin mời người chơi tiếp theo của chúng ta, bác Nguyễn Văn Lạc. Dạ, xin chào bác ạ. Xin chào anh Phan Đăng. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Dạ. Tôi là Nguyễn Văn Lạc, đã về hưu được 17 năm. Hôm nay đến trường quay để muốn xem hiểu biết của mình đến đâu. Và đồng thời, nếu có tiền thì cũng góp một phần nhỏ cho những cặp lá chưa lành. Rất mong quý vị khán giả cổ vũ và ủng hộ cho tôi trả lời các câu hỏi. Xin cảm ơn bác. Bây giờ thì mời bác lên đi nóng ạ. Bác Nguyễn Văn Lạc, năm nay 77 tuổi. Nhưng mà có một phong thái mà nhìn bác phải nói là rất là phong độ. Từ xưa đến nay là tôi đã được học trong một mái trường xã hội chủ nghĩa. Dạ. Thời đó đi học thì là tôi không mất tiền mà nhà nước còn cho tôi cả tiền ăn nữa. Dạ. Cho nên đã học là học cho mình và để cống hiến cho đất nước. Và vì học không mất tiền cho nên nghĩa là sẵn sàng phục vụ đất nước. Dạ. Cho nên sau khi học trong trường, sau nhà trường thì ba sẵn sàng nhà trường bảo đi đâu là đi đấy. Dạ. Và cũng tiếp thu từ cái thời trẻ như thế thì cho đến nay là sống một cách rất là khoa học và suốt nghĩa là 60 năm nay không có ngày nào là không tập thể dục. À, sống khoa học, tập thể dục và đầy lạc quan. Vâng. Cho nên là luôn luôn có một cái phong thái rất là phong độ. Vâng. Hôm nay thì người đồng hành với bác Nguyễn Văn Lạc là ai ạ? Đồng hành với tôi là em đồng hao Trịnh Hồng Hiệp. Vâng, chúng tôi xin mời bác Trịnh Hồng Hiệp. Xin kính chào quý khán giả đang có mặt ở trước màn hình. Xin kính chào quý khán giả có mặt ở trường quay. Tôi là Trịnh Hồng Hiệp, năm nay 72 tuổi, là anh em cọc chèo với lại người chơi Nguyễn Văn Lạc. Tôi đến từ Hà Nội và hôm nay tôi đến đây một mình là cổ vũ tinh thần và cho người chơi, và cũng rất mong quý khán giả đang có mặt ở đây động viên để cổ vũ tinh thần cho người chơi được bình tĩnh và tự tin. Xin cảm ơn bác. Bây giờ thì cháu sẽ giới thiệu lại luật chơi cho bác Nguyễn Văn Lạc. Chương trình của chúng ta sẽ có tất cả là 15 câu hỏi. Trong đó có 3 câu mang tính cột mốc rất quan trọng là 5, 10, 15. Sẽ có 3 quyền trợ giúp mà bác được sử dụng, đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân và xin ý kiến khán giả trường quay. Không biết là bác có rõ luật không ạ? Có rõ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm Triệu Phú. Câu hỏi đầu tiên: đâu là tên một ngôi chùa nổi tiếng ở tỉnh Bắc Ninh? Chùa Cam, chùa Quýt, chùa Dâu hay là chùa Hồi? Câu trả lời của cuối cùng của tôi là chùa Dâu. Vâng, chùa Dâu là câu trả lời chính xác. Câu hỏi số 2: theo kinh nghiệm truyền miệng của dân gian thì trẻ con mấy tháng sẽ biết bỏ? 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng hay 9 tháng? Tôi chọn câu hỏi cuối cùng là đáp án C. Vâng, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi tiếp theo: đâu là từ còn thiếu trong câu thành ngữ chồng như cái giỏ, vợ như cái ba chấm? A là B rá, C rổ và D là hom. Câu trả lời cuối cùng của tôi là D, là hom. Chồng như cái giỏ, vợ như cái hom, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi tiếp theo: từ nào sau đây chỉ tên một loại cửa trong kiến trúc? Tò he, tò vò, tò te hay là tò mò? Câu trả lời cuối cùng của tôi là B. B, tò vò, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5: Xuân Tóc Đỏ, ông Tiffner, cụ Cố Hồng là những nhân vật trong tiểu thuyết nào? Tắt Đèn, Sống Mòn, Số Đỏ hay là Những Ngày Thơ Ấu?
Câu trả lời cuối cùng của tôi là đáp án C. Vâng, chắc chắn rồi, đây là những nhân vật trong tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Thưa quý vị, với một phong thái rất điềm tĩnh và chính xác, người chơi của chúng ta là bác Nguyễn Văn Lạc đến từ Hà Nội đã vượt qua 5 cõi đầu tiên và đã có 2 triệu đồng tiền thưởng. Nếu trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức thưởng của bác sẽ là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi số 6 sẽ có thêm một quyền trợ giúp thứ tư dành cho bác, đó là ý kiến của tổ tư vấn trường quay. Bác rõ luật không ạ? Rõ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. Nghề hàng sáo là từ để chỉ những người làm nghề gì trước kia? A làm giày, B nấu ăn, C buôn bán gạo và D trồng lúa. Đáp án cuối cùng của tôi là đáp án C. Và C buôn bán gạo là câu trả lời chính xác. Ở đồng bằng Bắc Bộ thì những người mà chuyên mua thóc về xay giã dần sàng thành gạo thì người ta gọi là những người mà làm nghề hàng sáo. Bác đã trả lời hoàn toàn chính xác và đã có 3 triệu đồng. Nếu trả lời đúng câu hỏi số 7, bác sẽ có 6 triệu đồng và 4 quyền trợ giúp vẫn còn nguyên. Rất vui và hy vọng là bác sẽ thành công ở những câu hỏi tiếp theo. Và bây giờ là câu hỏi số 7. Cầu thủ nào sau đây hiện đang chơi cho câu lạc bộ Incheon United của Hàn Quốc? A Nguyễn Công Phượng, B Đặng Văn Lâm, C Lương Xuân Trường và D là Nguyễn Quang Hải. Cũng có nghe là cầu thủ này có sang Hàn Quốc, nhưng bây giờ lúc này thì lại không nhớ chính xác. Bác còn nguyên 4 quyền trợ giúp ạ. Vâng. Tôi xin lấy ý kiến của tổ tư vấn tại chỗ. Chúng tôi xin hỏi là trong trường quay ai biết chính xác câu trả lời thì giơ tay tư vấn cho bác Nguyễn Văn Lạc ạ. Rất nhiều những cánh tay được giơ lên. Vâng, mời bác chọn 3 người. Tôi xin trợ giúp cho người chơi, cái cầu thủ Việt Nam mà đang chơi cho Incheon United là Nguyễn Công Phượng, đi từ Hoàng Anh Gia Lai. Thành viên đầu tiên của tổ tư vấn là người đồng hành với người chơi đã chọn câu trả lời là A Nguyễn Công Phượng. Chúng ta chờ thành viên thứ hai. Xin chào anh Phan Đặng, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Anh Tuấn, đến từ Thái Bình ạ. Em xin trợ giúp cho bác là Nguyễn Công Phượng. Anh mới lập hat-trick cho Incheon United, chắc chắn 100%. Như vậy thành viên thứ hai trong tổ tư vấn cũng chọn câu trả lời là A Nguyễn Công Phượng. Chúng ta chờ thành viên cuối cùng. Cháu tên là Phương và cháu là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại thương ạ. Thì cháu xin được trợ giúp cho bác là đáp án A Nguyễn Công Phượng ạ, bởi vì cháu mới đọc được bài báo này xong. Đây là cả 3 thành viên trong tổ tư vấn đều chọn câu trả lời là A Nguyễn Công Phượng. Và bây giờ thì bác Nguyễn quyết định như thế nào ạ? Tôi xin cảm ơn các bạn ở tổ tư vấn. Và đáp án cuối cùng của tôi là đáp án A. Câu trả lời cuối cùng của chương trình cũng là A Nguyễn Công Phượng. Như vậy là cả 3 thành viên trong tổ tư vấn đều tư vấn rất chính xác. Mỗi người sẽ nhận được một mức phần thưởng là 200.000 đồng của chương trình. Xin cảm ơn tổ tư vấn. Vừa rồi thì phần câu hỏi của chúng ta có đưa ra tên của 4 cầu thủ. Cụ thể thì hiện nay Xuân Trường đang đá cho câu lạc bộ Buriam United của Thái Lan. Đặng Văn Lâm, một thủ môn rất nổi tiếng, rất xuất sắc trong bóng đội tuyển Việt Nam, thì hiện cũng đang bắt cho câu lạc bộ Muang Thong United của Thái Lan. Nguyễn Quang Hải thì đang đá cho câu lạc bộ Việt Nam là câu lạc bộ Hà Nội. Nguyễn Công Phượng là người đang đá ở Hàn Quốc. Như vậy là với một câu hỏi về bóng đá thì bác Nguyễn Văn Lạc đã có 6 triệu đồng. Nếu trả lời đúng câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 8, bác sẽ có 10 triệu đồng. Và rất vui khi chúng ta còn tới 3 quyền trợ giúp nữa. Xin mời câu hỏi số 8. Từ ngày 18 tháng 2 năm 2019, loại quả tươi nào của Việt Nam được chính thức cấp phép vào Mỹ? A mãng cầu, B ổi, C xoài và D là sầu riêng. Vừa rồi cũng trên thời sự cũng có đưa. Tôi đang phân vân là xoài và sầu riêng. Tức là bác cũng đã nghe thông tin này trên chương trình thời sự của VTV. Vâng. Vâng. Vấn đề là không nhớ chính xác là loại quả nào thôi.
cho tôi gọi điện thoại cho người thân. Bác sẽ gọi cho con trai mình? Không, cho cháu tôi là Nguyễn Minh Hằng. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối Nguyễn. Alo. Xin chào bạn Nguyễn Minh Hằng. Dạ. Vâng, tôi là người dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú của VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Dạ vâng, chào anh. Vâng, hiện nay thì bác Nguyễn Văn Lạc đang ngồi đối diện với tôi và đang ở câu hỏi số 8 trị giá 10 triệu đồng. Dạ. Bạn sẵn sàng tư vấn cho bác chưa ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chương trình sẽ dành cho hai bác cháu 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây dạ, bắt đầu. Từ 18 tháng 2 năm 19, quả dạ. tươi nào của Việt Nam được chính thức cấp phép ở Mỹ? Từ 18 tháng 2 năm 19, quả tươi nào của Việt Nam được cấp chính thức cấp phép ở Mỹ? Có 4 loại: mãng cầu, ổi, sầu riêng, xoài. Quả xoài ạ? Tôi đã nghe của cháu tôi trợ giúp. Câu trả lời cuối cùng của tôi là xoài, C. Vâng, trước đấy về C xoài hoặc D là sầu riêng. Vâng. Tức là phân vân C và D. Vâng. Sau khi nghe điện thoại, cháu Hằng, cháu của bác, vâng, chọn câu trả lời là C xoài. Vâng. Cho nên là bác rất thoải mái, vâng, chọn đây là câu trả lời cuối cùng của mình. Vâng. Vâng, chúng cháu sẽ thông báo với bác rằng câu trả lời cuối cùng của chương trình sẽ có sau ít phút. Khi công việc ngày dài kết thúc và hành trình theo đuổi ước mơ bắt đầu, hỏi khiến bạn muốn gục ngã, bạn sẽ tiếp tục chiến đấu vì ước mơ hay bỏ cuộc? Red Bull, nước tăng lực đích thực, nạp năng lượng tức thì để có sức mạnh và sự tỉnh táo. Bạn đã sẵn sàng để hút tung thách thức, chinh phục ước mơ? Red Bull, hút tung thách thức, tăng lực đích thực. Ace Cup, bún hàng Nga ngon đậm đà, hủ tiếu nhịp sống tiện lợi ai ai cũng thích, phở đệ nhất tham lừng ngất ngây, bún phở hủ tiếu Ace Cup gói trọn về quê hương, tầm tin yêu lựa chọn. Thưa quý vị, ít phút trước thì bác Nguyễn Văn Lạc được sự tư vấn của người thân và đã chọn câu trả lời là C xoài cho câu hỏi từ ngày 18 tháng 2 năm 2019. Loại quả tươi nào của Việt Nam được chính thức cấp phép vào Mỹ? Và đây là câu trả lời chính xác. Đúng là từ tháng 2 năm 2019 thì quả xoài của Việt Nam đã chính thức được cấp phép vào Mỹ. Nhưng mà trước đó thì có một số loại quả của Việt Nam cũng đã vào được thị trường này. Đó là những loại như là vải, nhãn, chôm chôm, thanh long, vú sữa. Và đây là một bước phát triển rất là đáng ghi nhận của nền nông nghiệp Việt Nam. Bác Nguyễn Văn Lạc đến từ Hà Nội đã trả lời xong câu hỏi số 8 và đã có 10 triệu đồng. Bác sẽ có 14 triệu nếu trả lời đúng câu hỏi số 9. Và bác còn hai quyền trợ giúp nữa. Chúc bác may mắn ở câu hỏi số 9. Vâng, cảm ơn. Xin mời câu hỏi số 9. Ban nhạc pop Joyce nổi tiếng trong thập niên 1980 đến từ đất nước nào? A. Đức, B. Thụy Điển, C. Thụy Sĩ, D. Áo. Nhạc này thì tôi cũng ít nghe, cho nên tôi xin được hỏi ý kiến khán giả trường quay. Chúng tôi xin đọc lại câu hỏi để khán giả trường quay bấm nút tư vấn cho bác Nguyễn Văn Lạc. Ban nhạc pop Joyce nổi tiếng trong thập niên 1980 đến từ đất nước nào? A. Đức, B. Thụy Điển, C. Thụy Sĩ và D. là Áo. Sáu mươi phần trăm khán giả chọn D. Áo, 20% chọn C. Thụy Sĩ, 15% chọn A. Đức và 5% chọn B. Thụy Điển. Và 60% thì chọn là Áo. Tôi xin cảm ơn sự trợ giúp của khán giả.
Và đáp án cuối cùng của tôi là nghe theo khán giả là đáp án D. Sáu mươi phần trăm khán giả chọn là D. Và 60% khán giả đã có chọn lựa chính xác. Xin chúc mừng bác. Roy là một ban nhạc pop rất nổi tiếng của Áo trong những thập niên 1980. Và ban nhạc này thì khởi đầu sự nghiệp vào năm 1984 tại thành phố Bad Aussee ở nước Áo. Như vậy là với câu hỏi số 9, bác Nguyễn Văn Lạc đã có 14 triệu. Sau khi tham gia là gì? Không biết là cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào? Cuộc sống của vợ tôi thì thay đổi rất nhiều. Thì hàng tối cô ấy sẽ phải check a friend list của mọi người nó đùa là tôi đã bước chân vào show speech. Tôi hy vọng là tôi sẽ trở thành triệu phú và là triệu phú hơi to một chút ạ. Em gửi gắm bạn gái em ở trên đó. Vâng, rất xứng đáng là câu hỏi số 10 cho phép em được sử dụng quyền trợ giúp. Ôi, em tôi tưởng mặt cười cũng biết đáp án, tôi đang mừng đây. Khẩn trương. 10 giây. Nếu như mà em liều là em có thể được. Mà liều thì cũng có thể mất. Vâng, và em xin phép được chọn phương án cuối cùng của em. Nếu bạn là tôi, bây giờ câu nói chính xác sẽ là gì? Pi mờ pi mạc, tức là có khán kháng. Hết lại phải bên nữa. Bác sẽ có một tấm séc trị giá 22 triệu nếu trả lời đúng câu hỏi số 10. Và vẫn còn một quyền trợ giúp cuối cùng là 50-50. Và bây giờ là câu hỏi số 10. Bộ phim Tổ quốc tiếng gà chưa do Điện ảnh Việt Nam sản xuất nói về nhà cách mạng nào? A. Phạm Văn Đồng, B. Trường Chinh, C. Lê Duẩn và D. là Tôn Đức Thắng. Vì chưa xem bộ phim này thành ra đang sẽ có khả năng là nhà cách mạng Tôn Đức Thắng hoặc là Trường Chinh. Đang suy nghĩ thế. Bác có nghiêng về phương án nào không? Để suy luận xem thì mình có thể suy luận được không? Dạ. Không có cơ sở nào để suy luận. Bác còn một quyền trợ giúp cuối cùng. Nhưng mà 50-50. Ngay cả 50-50 cũng không có cơ sở. Trả lời đúng bác có 22 triệu. Trả lời sai 2 triệu. Còn dừng cuộc chơi có 14 triệu ạ. Thôi cứ dùng nốt quyền trợ giúp 50-50. Thế nào? Chúng ta chờ máy tính để lấy hai phương án sau cùng. C. Lê Duẩn và D. Tôn Đức Thắng. Không biết hai phương án mới này có gợi trong bác những suy nghĩ nào không? Chúng ta có ai chọn lựa là Lê Duẩn hoặc Tôn Đức Thắng? Ngay cả hai cái này tôi cũng không có cái cơ sở nào để mà xác định. Cho nên để mà có một chút để mà chiêu đãi gia đình cũng như là như tôi đã ghi trong bản đăng ký là đóng góp cho những cặp lá chưa lành. Dạ. Cho nên tôi xin dừng cuộc chơi. Vâng. Nhưng mà nếu chơi tiếp bằng cảm tính của mình thôi, bác sẽ chọn câu trả lời là gì? Tôi sẽ chọn là Tôn Đức Thắng. Bác sẽ chọn D. Tôn Đức Thắng. Vâng. Và đây là câu trả lời chính xác. Và phim Tổ quốc tiếng gà chưa thì sản xuất năm 1997 với linh hồn của bộ phim là anh Hai Thắng. Và anh Hai Thắng thì chính là bác Tôn. Như vậy là bác Nguyễn Văn Lạc sẽ rời cuộc chơi với 14 triệu. Chúng cháu cảm ơn bác đã đến, đã kể những câu chuyện ngụ ngôn rất là ý nghĩa, đã đọc thơ nữa. Và chúc bác luôn luôn giữ được sức khỏe, chúc bác có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa quý vị, cũng đúng đến lúc này thì thời lượng phát sóng chương trình Ai là Triệu Phú số ngày hôm nay kết thúc. Hôm nay chúng ta đã gặp những người chơi kể cho chúng ta những câu chuyện giàu ý nghĩa. Chúng tôi nghĩ rằng những câu chuyện sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta đẹp lên. Và chúng tôi chúc quý vị sẽ có một tuần gặp được những con người với rất nhiều những câu chuyện thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần tới. Xin cảm ơn chương trình và cảm ơn quý vị khán giả. Chào bác ạ. Xin mời bác.